Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game Anime Dimension nha. Hiện tại là game này đã có thêm nhân vật mới nè ạ, nên là mình vào quay clip cho anh em xem. Đó chính là Obito Lục Đạo, chiêu thức hết sức là ghê gớm luôn nha. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi vào cái chỗ mà test nhân vật á, để sử dụng chiêu cho anh em xem. Quên, hồi nãy mình chưa tháo cái skin của Uta ra nè ạ. Nhưng mà thôi kệ đi ha, bây giờ mình ra ngoài tháo cái kia nó thì sẽ hơi bị lâu. Đây anh em có thể thấy mình đã đổi sang Obito, nhưng mà có cái kia nên là nhìn nó ra như thế này nè mọi người. Uta Lục Đạo rất là chất chơi người dơi nha. Cái kia Uta này mình quay trong cái sự kiện có đó. Rồi để mình sử dụng chiêu. Ghê chưa, đúng là nhân vật mới nè mọi người. Chiêu thức phải nói rất là ấn tượng luôn á. Mình đã bật chế độ không hồi chiêu rồi nên là có thể sử dụng được liên tục nè. Kinh vãi. Xài cái chiêu số 2 luôn nha. Chiêu này thì kiểu như chúng ta sẽ tạo một cái đường năng lượng bắn về phía trước. Những cái đối tượng mà đứng gần cái đường năng lượng đó sẽ bị mất máu. Rất là lợi hại nè mà. Wow, cái chiêu số 3 kinh vậy. Anh em nhìn nè. Rất khủng nha. Trời ơi, hay vãi. Tới chiêu số 4 luôn. Đây là chiêu mạnh nhất. Đã chưa? Khi mà sử dụng xong á thì mình sẽ có một cây kiếm như thế này. Y chang như là Obito ở trong phim luôn nha mọi người. Công nhận game này làm chiêu rất rất là hay luôn nha. Đẹp cực kỳ. Rồi, nói chung là mình đã sử dụng tất cả chiêu của Obito, bây giờ đổi sang nhân vật khác. Đây là cái con nhân vật mới thứ hai, nhưng chỉ có điều là nó không hề miễn phí nha. Nói chung là cái con nhân vật này nó giống với lại cái con Katakuri trưởng cái mập nước mà lúc trước mình lấy á, cần phải bỏ 700 mấy Robux ra. Mắc lắm. Đây là cái chiêu đầu tiên nè, nhìn thấy hiệu ứng quá trời quá đất anh em ạ. Tại vì mình bật chế độ không hồi chiêu thì có thể sử dụng liên tục á, nên nhìn khá là chất chơi người dơi. Còn đây là cái chiêu số 2 nha, chúng ta sẽ triệu hồi ra một cái con mèo hay con gì đó nè mà, và nó sẽ bắn bắn. Đó. Trời ơi, kinh vậy. Nếu bình thường anh em chơi là mỗi lần chỉ triệu hồi được một con mèo thôi nha, tại cái này mình để chế độ không hồi chiêu nên là có thể triệu hồi ra đóng như thế. Tới chiêu số 3. Sẽ tạo ra một cái cánh hoa nè mà. Mình đi tới đâu là quái nó sẽ mất máu tới đó. Wow, nhân vật này cũng khá là thú vị chứ anh em. Nhưng đáng tiếc là nó không miễn phí. Trời ơi, cái tuyệt chiêu nè. Nói chung tất cả chiêu á, có cái chiêu số 4 là chất nhất. Anh em nhìn đi, nguyên một rừng hoa anh đào luôn. Nhìn cực kỳ đẹp. Công nhận game này mình ấn tượng với lại chiêu thức của nhân vật ghê luôn á. Nói chung là cũng đã xài xong nha anh em. Bây giờ ra ngoài thôi. Theo mình thấy là cũng sắp tới cái thời gian đi ải để lấy cái con nhân vật Obito Lục Đạo rồi đó. Để mình đi một lần nha. Nếu mà không được thì mình sẽ chạy ra mình mua. Tại vì tiền token của mình thì rất là nhiều nè. Muốn mua lúc nào cũng được. Nhưng mà để mình thử vận may một lần coi. Rồi mua sau cũng được anh em ạ. Thời gian mở ải còn có 4 phút nè. Vào trong đó chờ một tí là ok. Rồi chuẩn bị đi nha. Mình thì đang trang bị Luffy Gear 5, Âm Trụ và Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ nè. Để mình vào cái chỗ tạo phòng mình coi thử. Ui mấy hình đi nhanh thế. Mới vừa ra ải thôi là tạo phòng liền anh em ạ. Đây anh em nhìn nè. Người chơi họ vào rất rất là nhanh thôi. Đấy. Chỉ mới có mấy giây là đủ người và đi ngay. Tại vì á, cái con Obito là nhân vật mới, rất là nhiều người chưa sở hữu nên là họ cũng muốn đi để lấy nè ạ. Nhưng mà mình nghĩ nha, game này anh em chơi nếu mà muốn có nhân vật mới á, thì anh em nên treo trước đi. Treo để kiếm cái tiền token á. Nó ra rồi anh em mua để sử dụng luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Đi như thế này thì chỉ có những cái người hên á thì mới dễ lấy được thôi. Chứ những cái người xui xui á thì đi tới chừng nào thì nó mới rơi ra. Ý như mình nè, chơi game này nha, đi ải rất rất là nhiều lần rồi, nhưng hiếm có cái nào mà được nhân vật anh em ạ. Đa số mấy cái con nhân vật trong rương của mình toàn là mình bỏ token ra mình mua không á. Hy vọng hôm nay sẽ hên hên. Đi lần đầu nó cho luôn thì đỡ biết mấy, khỏi tốn token mua anh em ạ.
Hiện tại với sức mạnh của mình chắc là đánh được khoảng tầm 31-32 phần quà. Tầm đó. Ok, nói chung là bây giờ thời gian ở dưới góc còn đến 6 phút nè. Anh em đợi đi, bao giờ gần hết á rồi mình sẽ cho anh em xem coi có được Obito hay không nha. Chứ chờ mình đánh từ đầu tới cuối thì sẽ rất rất là lâu. Rồi, tổng mình đánh được là khoảng tầm 200 mấy mờ đam và có được 33 phần quà nha. Bây giờ mình đứng đây là chờ cho nó hết giờ á, nó đưa mình ra ngoài. Sẵn tiện xem thử có được Obito hay không. Mà ngộ ha, trong Naruto có rất là nhiều nhân vật mạnh, chẳng hạn là Isiki nè, Naruto Baryon nè, Kaguya nè. Trời, Madara lục đạo nữa. Tại sao họ không làm ta, mà họ làm Obito nhỉ? Hy vọng là trong tương lai sẽ có mấy nhân vật đó ha. Hết thời gian rồi nè. Hình như là không được Obito lục đạo đâu em ơi. Mình biết số của mình nó nhỏ như thế nào mà. Ok, bây giờ ra ngoài chạy thẳng vô cái shop token mua luôn chứ chờ đợi gì nữa. Đi một lần để thử vận may thôi. Nhưng mà thực sự vận may nó không đến với mình anh em ơi. Khó quá. Còn cái event này mình chưa lấy được cái con Zoro nữa chứ. Trong khi đa số người chơi đã sở hữu hết trơn rồi. Buồn ghê. Thôi kệ đi. Nói chung là vào cửa hàng mua Obito nè. 3.600 token nha. Vậy cho nó nhanh. Đi ải kiếm chi cho nó mệt không biết nữa. Trước khi mà đem ra sử dụng á, thì mình cần làm thêm một bước nữa nè mà. Đó chính là quay cho cái con Obito này một cái kỹ năng ẩn. Thường thì nó sẽ giúp mình tăng đam, tăng vàng, tăng tiền rồi các kiểu anh em. Rồi, lít cho con Obito này có một cái chỗ để cho ông ta quay. Quay bình thường á, thì tốn cái tiền màu xanh xanh nha. Nhưng mà thường á, để cho không tốn thời gian á, thì mình sẽ dùng kim cương quay luôn nha. 100% ra được cái loại quyền thoại. Mấy cái loại quyền thoại mà hồi phục như thế này mình cũng không thích thế nè. Mình thích mấy cái tăng đam á. Đây nè, sát thương. Phải lấy cái đó thì mới hợp lý. Ok, đã xong nha. Bây giờ thì chắc để mình tạo một cái ải nào đó vào chơi cho anh em xem. Nhìn ngầu chưa? Obito lục đạo mà anh em. Thôi đi ải nha. Chắc là mình sẽ chơi cái phần boss raid đi. Hôm nay có một lần đi miễn phí mình chưa vào nè. Ui vừa vô bị dính chiêu tùm lum tùm lưa vậy. Này thì boss với lại chúng tôi à. Ôi vãi, chưa có sử dụng được Obito bao nhiêu anh em ạ. Bị con boss nó tiêu diệt rồi. Ủa mà trong cái ải boss raid này được làm lại hay sao vậy? Lúc trước mình chơi đâu có mấy cái bức tường dựng ngang như thế này đâu ta. Tự nhiên có mấy bức tường này khó chịu ghê. Mỗi lần đi qua mình phải nhảy vậy nè mà. Cực. Rồi, đã đánh tới con boss thứ hai. Đó chính là Rolly. Bây giờ Obito mình lại được xuất hiện. Hồi nãy cái khúc mà sử dụng mấy con nhân vật khác đánh boss á thì mình không có quay clip nè mà. Mình đợi cho cái khúc mà Obito xuất hiện rồi quay cho anh em xem tiếp nè. Tại vì chủ yếu ngày hôm nay là sử dụng Obito mà. Đó, mạnh chưa? Rolly tuổi thôi. Tại vì cái con boss đầu tiên á, vừa mới vô mình bị ngỡ ngàng quá nếu mà nó là bị nó tiêu diệt sớm. Chứ Rolly này tuổi. Thậm chí con boss kế tiếp chưa chắc là nó tiêu diệt nổi mình đâu. Boss này là sử dụng hơi thở mặt trăng. Con này nói chung là chiêu cũng dễ né nè. Nên là mình nghĩ chắc là sử dụng Obito vẫn cầm cự được, không bị chết đâu nè mà. Bình thường lúc trước mình chơi á, con boss nó có 15 mờ máu thôi. Nhưng mà hôm nay vào nó tới gần 30 mờ nè mà. Châu vãi ra luôn. Nên hồi nãy giờ đánh khá là lâu. Đấy, dăm ba cái chiêu của con boss sao đánh trúng mình được. Obito mạnh lắm. Nhất là cái khúc mình xài xong cái gì số 4 á, có được cái cây kiếm dài dài nè anh em. Chém đã ghê. Với lại mỗi lần chém mình thấy đam nó hiện lên nhiều lắm. Còn có 13 mờ máu. Thôi con boss này tiêu diệt mình không nổi đâu. Nhìn là biết rồi nè, mà chiêu dễ né. Châu cỡ nào. Chuẩn bị xài cái chiêu số 4 nha. Đó, có cây kiếm dài thòn lòn như thế này chém rất là đã. Cây kiếm của cái thằng sử dụng hơi thở mặt trăng tuổi gì mới là cây kiếm của mình anh em đây nè.
Đỉnh lắm. Ui còn có xíu máu, cẩn thận nha anh em. Chết là mình phải đổi nhân vật khác ra đó. Rồi win. Để coi có rơi ra cái gì hay không. Ờ không rơi ra nha anh em. Để mình ra ngoài tìm coi có cái ải gì khác nữa hay không. Đi chơi cho anh em xem luôn. Ờ hình như là còn cái beat ride hôm nay mình chưa đi á. Cái đó là chúng ta sẽ chọn một nhân vật vào solo với lại một con boss đây nè bạn. Wow, trong cái server này toàn người cấp cao không ta? Mình thấy toàn trăm ba mấy không? Kinh thiệt. Ờ, hiện tại hình như là game đã có thêm một cái chế độ chơi ở trong cái map của Rimuru Tempest rồi đó nè. Kiểu như là map cấp cao hơn. Giúp anh em cày cấp nhanh hơn nữa. Mình thì chắc từ từ cày cấp cái map đó sau. Ồ, hai mấy mờ máu à, chuyện nhỏ. Obito lo được. Hồi nãy mấy con boss trong kia 27 mờ máu mình còn tiêu diệt dễ dàng, húng gì cái con có 23 mờ máu. Nhanh không? Mới này đánh nó còn có 12 mờ máu nè. Mình nghĩ tổng cái thời gian mà tiêu diệt được chắc tầm 1 phút mấy thôi. Chưa tới 1 phút 30 giây nha anh em, mình chắc chắn với anh em luôn. Ôi tô mạnh mà, đánh nhanh lắm. Đa số mình thấy toàn mấy cái chiêu đánh diện rộng thôi nè. Chắc nếu mà đi ải thì sẽ rất là ngon nha. Đi ải mà có quái á, thậm chí có khi không cần phải dụ quái này luôn anh em ạ. Tại vì có cái chiêu số 3 mình thấy đánh rộng ghê luôn. Boss chuẩn bị bay màu rồi kìa. Trời, còn có xíu máu chạy mất tiêu anh em ạ. Xong nha. Nói chung là đi trong cái ải beat ride này nó không có rơi ra gì đâu. Nó toàn rơi ra mấy cái tiền token được không à. Chủ yếu là đi đủ số lần để mình nhận phần thưởng. Rồi ok. Nói chung là ngày hôm nay chủ yếu là vào quay clip cho anh em xem. Và mua cái con nhân vật mới Obito lục đạo anh em ạ. Lần sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay lại, nếu có gì hay ho hơn á mình vào chơi cho anh em xem tiếp. Bây giờ bye anh em nha.